Ấy dính. Dính cá này mày. Đây 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 đây. Mình mới vừa để xuống cái quan nè, đây nè. Giờ mình sẽ cái cái con mày, cái con mày. Cái con kia đâu? Con trời bá luôn. Con mày ơi, cái con mày thôi. Dính nè bạn, dính này, dính này, dính này. Hay quá, bắt bắt không? Nắm đi, nắm cổ lại, nắm cổ lại. Rồi, hay quá, một con á. Nhất. Nhất. Rồi. Thì bữa nay quay clip này thì anh em mình sẽ đi câu cá với dì dạy xong nha bạn. Thì bữa nay chỉ có mình với hai nhỏ bạn, với thanh niên kia thì bị gì đi không được bạn ơi. Giờ anh em mình sẽ đi chặt cần chút rồi anh em đi câu nha bạn. Rồi chặt đi ha, chặt tao một cần luôn đi ha. Các bạn đây có bụi chút nữa bạn. Thì anh em mình sử dụng mồi là tép nha bạn. Thì tép này mình đã chuẩn bị sẵn nha bạn. Giờ chặt cần chút với tóm lưỡi vô là đi câu thôi bạn. Đây nè bạn, đây là cần câu của mình nha bạn. Giờ mình sẽ tóm lưới nha bạn. Đây lưới câu nha bạn, mình sẽ sử dụng cái thau vàng nha bạn. Để bạn giờ mình sẽ di chuyển qua phía bên đây để câu nha bạn. Đó bạn, mình sẽ câu dưới sông đó, đó bạn. Thì hơi gió các bạn thông cảm nha. Chắc sẽ câu chắc nó nghe gió thổi hù hù. Giờ mình sẽ tắm mồi vô lưỡi câu nha bạn. Đây bạn, lưỡi câu nữa bạn. Hay để cần nó không có nét nữa bạn. Để mình lấy mồi nha bạn. Đây bạn, thì mồi thì mình sẽ sử dụng tép nha bạn. Rồi giờ mình sẽ móc vô lưỡi câu bạn. Lọc vỏ con tép ra thì nó sẽ dễ ăn hơn nha bạn. Phần con tép các bạn, giờ mình sẽ móc vô lưỡi nha bạn. Ok, xong nha, nhìn đây bạn. Cục mồi nữa bạn. Giờ mình sẽ lấy phao ra rồi sẽ xuống dưới câu, bỏ cần xuống câu nha bạn. Dài gì đúng chứ ta. Chắc được rồi. Đây mình chỉ cái đó bạn. Đó bạn, cái lưỡi câu ngay đầu cái tay nữa bạn.
thì khi chừng nào cá nó ăn thì cái phao nó sẽ giật, rồi mình sẽ giật lên nha bạn. Giờ sẽ chờ đợi thôi bạn ơi. Giờ hai nhỏ tắm mồi vô lưỡi nha bạn. Giờ tới mình bắt mồi nha bạn. Rồi xuống cần đi. Xuống cần mà xuống mình bánh đi hả? Rồi để trong cái ấy vào đây nè. Cần mình thì nó ở đây nữa nè. Đây là dưới sông nên nước hơi đục nha bạn. Bởi vì người ta nói thừa nước đục thả câu đó bạn. Rồi thả mình hả? Giờ hai nhỏ sẽ thả cần bên mé đờ ở đây nè bạn. Rồi giờ thì chờ đợi cá ăn thôi bạn ơi. Ok bạn, thì mình lấy cho mình chặt được cây hình chứa về nạn cục nữa bạn. Giờ mình sẽ đặt ghim xuống gì rồi để cái cần câu lên phía trên đây các bạn. Ok. Ok, giờ mình sẽ để mình đặt lên đây này. Đây nè bạn, cái cần câu, cái cây nó mình để lại dưới đây nè bạn. Giờ mình sẽ để cần câu lên nha bạn. Mồi còn nguyên luôn bạn. Đây bạn, giờ mình sẽ để cái cần câu lên đây nha bạn. Giờ tiếp tục câu thôi bạn. Hai nhỏ thì câu phía bên đây nha bạn. Cá nữa bạn. Cá nó mới gì á? Đó đó bạn, nó về gì cơ các bạn. Đó đó bạn theo rồi. Giờ mình sẽ đợi nó kéo lúc cái phao xuống luôn rồi mình giật cái này. Rồi sao nó gì á, hẹn được ra. Giờ mình đợi nó kéo cái nguyên cái phao xuống rồi mình giật lên như vậy. Ghĩa thôi mày, giờ mình sẽ dở lên coi thử nha mày. Nó ghĩa muốn hết mồi luôn, giờ thay mồi luôn mày. Cá gì tao nó nhây thiệt sự luôn. Cá gì nhây thiệt mày. Giờ sẽ lấy một mồi khác cho mày. Giờ móc mồi khác cho nha mày. Giờ mình tiếp tục xuống cần nữa bạn ơi. Mong là sẽ dính được vài con quay với bạn xem các bạn. Chứ không dính được con nào buồn lắm mẹ. Bây giờ mình xuống cần dữ đó bạn. Bạn nhỏ thì câu mấy anh chơi nha bạn. Tiếp tục chờ đợi thôi bạn ơi. À, hai nhỏ câu dính nè. Cái gô hả? Với cái gô các bạn. Đây bạn, hai nhỏ mới vừa giật lên cái gô đó bạn. Này nè bạn. Kéo phao nào hay ừ. Rồi kiếm nào đựng đi. Lên lấy phao hay lên lấy phao thì hả? Phao đỏ này á. Tiếc dưới giờ nãy quay được khúc hai nhỏ giật các bạn.
mi nước đi hả? Đây là móc chưa? Thao đi, ở đây, ở đây. Em mới dính chút xíu ha. Giờ mình múc miếng nước cho nghe. Con còn cay chút xíu mà cái thao hơi bự đây. Rồi. Đây. Quăng vô, quăng vô. Đó. Mọc em nha các bạn. Có xích đây này. Em có gô các bạn. Em mình có đem theo phích nước để uống nha các bạn. Giờ về hai nhỏ vô mồi lên câu tiếp em ơi. Còn mình thế đây đợi tiếp bạn. Mới vừa nghỉ vậy. Giờ đợi giật nha bạn. Mang cá lên nhiều. Ê dính. Dính cá lên bạn. Đây 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 rồi. Mình mới vừa để ấy xuống luôn bạn nè, đây nè. Giờ mình sẽ gỡ cá nha các bạn. Mình về mới vừa để cần xuống luôn nè. Nghe mày. Đây nè bạn, cá rô nó mùa này dưới sông nó không được bự các bạn. Ta kêu cá rô là bằng cá rô tâm tích thôi mà. Giờ tháo nghe mày. Ok. Rồi hai em thứ hai nghe bạn, thả vô. Mình con hải con nghe bạn. Giờ tiếp tục câu bạn ơi. Mình đổi địa điểm câu lên nghe bạn. Giờ anh em mình dậy đón lên nghe bạn. Lấy cần đi bạn. Giờ cần đi bạn. Để đi. Giờ cần đi nha bạn. Giờ đi lên đây. Giờ cần đi chỗ khác bạn. Chỗ đó câu cá nghỉ ăn luôn nè. Giờ anh em mình sẽ câu phía dưới xung quanh chỗ này nha bạn. Đây nè bạn. Đây là miếng dầu ăn để mình đổ xuống vụ cá là bạn. Thường thường ta rửa chén làm gì ở xong là cá nó bu lại bạn. Giờ đổ miếng dầu ăn xuống vụ cá lại nha bạn. Còn miếng đổ hết luôn nha. Đổ ngay chỗ mình câu nha bạn. Con vậy? Đổ xuống đây nha mẹ. Cụ to. Rồi giờ anh em mình xuống câu nha. Câu đi hả? Cái dĩa xong, cái dĩa ăn cái này dĩa nè. Dễ rồi, nó dễ rồi. Cái cá rùa mày, cá rùa mày hả? Con mẹ ơi, cá rùa mày đó mày. Hơi quay các bạn coi. Cá rùa mày đó mày. Hơi ớm nha mày. Bá nữa luôn. Đây đó mày. Bá nữa luôn nha mày. Bự hơn hai ngón tay mình xíu nha mày. Giờ đi lấy thao đây đừng mà. Ok. Đây nè mày. Hàng cá nãy trong này nè. Giờ gỡ nha mày. Cá này đúng bự luôn nha mày. Gù mề nha mày. Thứ gì bằng. Cá ghẻ này kìa, ghẻ này kìa. Cá ghẻ này mày, cá ghẻ này mày. Kìa kìa mày, nó ghẻ kìa. Giờ mình vừa bỏ con cá vô nha bạn. Đây nè bạn. Nó bự bằng hai ngón tay mình luôn nha bạn. Nè bạn. Hả? Vô hả? Hải đừng có leo hải. Hải dính cá hát lát mà rớt các bạn sảy à. Đây cá nhiều ha. Đây cá nhiều thiệt bạn. Đây nè bạn, đây được ba con nữa bạn. Đây. Hai con nhỏ với con bự nha. Giờ mình tiếp tục móc mồi vô câu tiếp tục ba. Hả? Ừ.
Giờ mình sẽ đi câu gắn mối nha bạn. Thì câu gắn mối này cũng giống như câu cá vậy các bạn. Cột mồi vô đó, tấm mồi vô cái lưới câu rồi xong đem đi câu các bạn. Gắn mối thì theo mình nghĩ dễ câu hơn nha bạn. Xách một mồi được ha, cần câu trắng mới đó đi. Đi dài về thì đi câu gắn mối thì câu dài dài trên đường lộ rồi đó bạn. Ok bạn, thì mình mới phát hiện gắn mối nè bạn. Đó bạn nè, đó bạn. Đó bạn, đó bạn. Đó bạn, đó bạn. Dính nè bạn, dính này, dính này, dính này. Hay quá, bắt bắt không? Nắm đi, nắm cổ rồi, nắm cổ rồi. Rồi, hay quá, một con các bạn. Các bạn. Ăn sỏi rồi. Rồi, vô. Rồi kiếm cái ba kiếm gì đựng ta? Cộng cho. Rồi, cầm đi. Rồi vô chổng lấy mồi để ta lấy mồi cho. Cái lưỡi nó bị dính vô ấy đó. Giờ vô lấy mồi các bạn, được con các bạn. Bạn thì nãy giờ anh em mình đi câu được con này các bạn. Thì câu chỉ có con cũng thả thôi mà, phóng sành đi ha. Phóng sành đi. Chiu, bye em. Rồi, đi đi em. Bye. Mới một già nữa. Rồi già hai nhỏ sẽ leo lên cây sắn này bẻ sắn ăn nha. Bẻ sắn nhìn cho anh nhóc luôn các bạn. Còn hữu nhật mới lại sao đó bạn. Rồi giờ anh em mình sẽ câu cá với cái mương này các bạn. Nè bạn, mương thông với ruộng nè bạn. Còn hai nhỏ thì bẻ sắn nhìn chánh các bạn. Rồi giờ anh em mình tiếp tục câu cá bạn ơi. Giờ cần ở phía ngoài đó nha bạn. Đó ta. Đó bạn, này trắng trắng đó bạn. Có vàng vàng chứ. Chị tiếp tục ngồi sắn chờ đợi cá ăn thôi bạn. Nhất nhất rồi con cá chà bá lửa luôn. Dương cái cày kìa, đứa con cá chà bá lửa luôn mày ơi. Cá bè chà bá luôn mày. Ủa vậy? Ok bạn, thì anh em mình vừa ngồi ăn cá, câu cá rồi ăn sắn nha bạn. Đây là bạn sắn nè bạn, để mình ăn thử nha bạn. Nãy giờ ăn cũng mấy trái rồi. Đây là bạn sắn nè bạn. Mấy bạn cùng ăn với em nha bạn. Ngọt ngay đúng không ạ? Thì anh mình ăn sắn mình bỏ hộp nha bạn. Cái lưỡi mình nó kín tím ngắt luôn bạn. Còn hai anh đi kia thì phía bên kia nữa bạn. Đây bạn, nhặt với hai nhỏ đó bạn. Còn mình thì câu mé đây nha bạn. Giờ câu dạng sáng nha bạn. Rồi tiếp tục câu bạn ơi. Các bạn thì ngày một buổi chiều hôm nay thì anh em mình đi câu cá với câu gắn mối rồi ăn sáng đó bạn. Thì chỉ quay một video đơn giản cho bạn xem thôi bạn. Còn bạn nào muốn anh em mình làm thử thách hay là câu cá hay là gì đó bạn, thì các bạn bình luận vô cho anh em mình biết nha bạn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn. Bye.